đấy, huyền huyền thoại cũng huyền thoại đấy. Đấy. Chưa bao giờ gặp như này vào đây đấy. À không thì... thôi anh em tháo dê lui ra đây mà tháo nó nhà này. Không, ở trong khu này anh làm nhiều rồi, trong khu này làm rất nhiều. Ừ. Trong này cũng làm nhiều phết rồi. Đâu tranh thủ có một cái cô bé cô bảo sửa cho em sớm để con nó đi học, thế là anh phải đi sớm. 6 giờ đã gọi rồi. Anh đến đây. Ừ, anh đến làm sớm cho em nhé để con em nó đi học. Anh em phải đi sớm. Không, nước chè uống tốt chứ thuốc lá lúc nào thì phản đối được. Hello, xin chào các bạn đã trở lại với trung tâm điện lạnh Đức Hùng. Thì hôm nay mình chia sẻ chi tiết cho các bạn cái cách vệ sinh lồng giặt của máy giặt Electrolux lồng ngang nhé các bạn nhé. Đấy, con này như các bạn đã biết thì là con này nó bị, tức là hai cháu ở nhà đấy không biết là dùng nên ra giật gãy cả vỡ cái tay lắm cửa, và không hiểu sao mà cái móc sắt ở bên trong ấy cũng đã bị gãy đấy, gãy rời ra luôn, rất là khó đấy. Lúc trước mình quay cho các bạn xem ấy là mình cũng đã liên hệ với hãng để mua cái móc đấy, thì hiện giờ là nó người ta không có nhá, hãng trả lời hẳn luôn là không có luôn nhá các bạn nhá. Đấy, thế cho nên là cái giải pháp là cũng hơi khó khăn, thì mình phải đi tìm cho nhà bạn đấy là cái nhựa thì mua được ở hãng có, nhưng mà cái nhựa tay lắm là có các bạn, nhưng mà cái móc đấy là ở hãng trả lời không có. Thì cái giải pháp một là mình sẽ đi mua cái cánh của một con tủ khác đấy, để xem anh em là có thì chia sẻ cho cái cánh con này là 7,5 cân đấy, như các bạn đấy vừa lấy mình quay cho các bạn xem đấy. Rồi bạn nào yêu quý trung tâm điện lạnh Đức Hùng thì nhớ đăng ký kênh nhá, ủng hộ mình nhá, chia sẻ và để lại một bình luận cho mình góp ý cho kênh ngày một phát triển hơn. Cảm ơn các bạn, và bên mình cũng nhận dạy nghề liên tục tuyển sinh nhá các bạn nhá, dạy nghề và kèm nghề cho các bạn, cầm tay chỉ việc cho các bạn thành nghề luôn. Các bạn cứ yên tâm rằng 100% đến với trung tâm điện lạnh Đức Hùng khẳng định 100% là thành nghề. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cả trên lý thuyết và thực hành, cầm tay chỉ việc, cho nên các bạn sẽ nhớ lâu. Ai cũng có thể học được, ai cũng có thể làm được hết các bạn, chỉ cần có tính kiên trì là học được hết, làm được hết, không sao cả. Đấy, các bạn cứ yên tâm một điều như thế. Thì cái con này thì là làm này là vệ sinh lồng giặt và bảo dưỡng nó cũng hơi khó. Đấy, đối với những các bạn mà chưa được tiếp xúc thì nó cũng khó, nó cũng lằng nhằng đấy, không phải là đơn giản đâu, không phải là tháo ra được ngay đâu các bạn nhé. Tháo ra đòi hỏi chúng ta lại phải lắp lại đấy. Và thời gian qua thì cũng cảm ơn các quý khách xa gần đã ủng hộ trung tâm điện lạnh rất nhiều đấy, cả qua kênh Tuvi của mình đấy, cũng là may mắn được các bạn yêu quý, các bạn gửi qua Zalo đấy cảm ơn hoặc là góp ý cũng rất là nhiều, và các bạn hỏi mình cũng trả lời rất nhiệt tình, nhưng các bạn thông cảm nhé, lắm lúc là mình bận, mình chưa thể đọc tin nhắn hoặc chưa trả lời ngay lập tức cho các bạn được, mong các bạn thông cảm, hoặc các bạn cứ nhắn lên Tubi trực tiếp lên kênh Tubi để mình trả lời cho các bạn sau. Tôi ví dụ ngày mình đi làm hoặc lúc nào mình rảnh rỗi là mình sẽ trả lời tin nhắn cho các bạn đấy, những cái các bạn hỏi hoặc các bạn giải đáp cho các bạn những cái thắc mắc, những cái trăn trở về tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, nó vi sóng đấy, cũng rất nhiều người gọi điện hỏi thì mình cũng trả lời, biết đến đâu trả lời đến đấy nha các bạn, thông cảm nhé, không thể giải thích cho các bạn tất tần tật các thứ được, thế nên cho nên nó cũng rất là khó đấy, mong các bạn thông cảm, và cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Tuvi nhá.
Làm luôn nhé, bạn nào theo học cơ mình là làm luôn, mình hướng dẫn luôn. Đấy, được thực hành rất nhiều. Không thiếu gì việc cho các bạn làm từ đồ mới cho đến đồ cũ. Đấy, thì con này là tháo ra để vệ sinh lồng giặt các bạn nhé. Vệ sinh hết lồng giặt. Thì đầu tiên chúng ta phải tháo hết, rắc điện ở bên dưới ra, tức là rắc motor bơm này, motor để giặt vắt này, đấy, và rắc của cảm biến nước và rắc của cái dây tiếp điện. Thì chúng ta tháo ra có mấy cái cơ bản đấy, thì chúng ta tháo ra. Thì trong cái lúc tháo thì máy này nó chạy lâu rồi, khoảng 8 năm rồi, thì chúng ta làm nhẹ nhàng thôi, các cái rắc riếc là nó nhựa nó hoai rồi. Đấy, chúng ta cứ nhẹ nhàng tháo ra từng phần một. Đấy, bên trên thì nó có mạch vỉ, chúng ta tháo hết vỉ ra và bỏ cả dây nguồn ra. Đấy, cái này khó nhất là ba con vít hoa thị ở dưới đáy. Đấy, ở dưới đáy máy thì nó đã rỉ rồi, cái máy chạy 8 năm rồi mà các bạn. Thì chúng ta tháo thì chúng ta vừa đóng vào, chúng ta cho nó long cái rỉ ra, vừa đóng vừa ấn và vừa xoáy lắc thì nó mới ra được. Anh em cầm thực sự là chắc tay thì chúng ta mới tháo được, không để chúng ta trờn là chúng ta không vặn ra được đâu, rất khó. Đấy, không phải là cái vặn con vít cũng là một cái kinh nghiệm của một người thợ đấy các bạn. Nhiều bạn có con vít bảo anh ơi em không thể tháo ra được. Đấy là chúng ta cũng phải học, không phải là chúng ta làm nghề sửa chữa mà không tháo ra được thì chúng ta sửa cái gì. Đấy là một con vít, nó rất là đơn giản nhất. Chúng ta có nhiều cách để tháo ra bằng được, bắt buộc chúng ta phải có những con vít bắt buộc phải tháo ra, không tháo ra bạn không thể thao tác, không thể làm được. Đấy, và đến cái phần này thì bắt đầu chúng ta tháo thụt ra luôn. Đấy, chúng ta tháo thụt, nó có hai cái ngạnh, cái cá đó. Hai cái thụt hay gọi là giảm xóc đấy, thì chúng ta rút ra luôn nhé. Chúng ta rút ra, chúng ta kéo và chúng ta thụt ra cũng không có gì. Xong tiếp theo là đến phần lò xo. Đấy, đã đặt như này, hai cái lò xo quang treo đấy, hai cái treo đấy, lò xo treo đấy, thì chúng ta rút ra bình thường thôi, không có gì cả. Học lớp mấy rồi? Đời lớn là học lớp 11 đấy ạ. À thế lớn tướng, con anh vẫn bé tí, học lớp 5 này. Bao nhiêu rồi? Em hơn 40, ông chồng nhà em thì 50. Thế là được rồi, con được cái rồi. lớn lên rồi. Con cái như thế là vẫn nhỏ, đứa bé nhà em năm nay mới học lớp 4 mà. Vất vả quá Kéo không dẫm vào bắt đồng hồ giờ, chân dũng rồi. Bạch cái là đi. anh nói thì anh cứ lấy cái rẻ lắm. Xinh tươi đấy các bạn ạ, em chủ nhà xinh tươi đang giám sát anh em thợ kỹ thuật đấy, xem làm ăn ra làm sao. Nói đùa tí cho vui thôi các bạn, em chủ nhà rất là thân thiện, các bạn thấy nói chuyện rất cởi mở.
Đây nha các bạn nhé, mình đã mua được một cái cánh của một con máy khác nha các bạn nhé. Đấy, thay vào bởi vì cái này nó đã vỡ tay lắm là một này, gãy chốt là hai này. Đấy, thì mua hai cái đấy thì nó cũng coi như là bằng một cái cánh rồi, bởi vì là cái chốt là không có, ở hãng gọi điện nên là không có. Đấy, nên mua lại của anh em thợ đấy các bạn. Anh em thợ để lại cho một cái cánh như zin luôn, thay vào ngon luôn, ok luôn. Đấy, mình đang test chạy thử, rất là ngon lành luôn, không vấn đề gì cả. Coi như là đã xong nhé các bạn nhé. Thế mà nó đón được nhỉ, chị vứt phục một cái nhỉ, hối vẩn ghê. Đâu, lắp mặt vào đi, lắp cái kia vào thì lắp được. Chị hơi linh tinh ấy. Mà bác đàn ông chứ có phải con gái đâu mà xấu hổ. Không gì có ai. Đấy nhá, sau một hồi anh em mình quần thảo với con này vất vả các bạn ạ. Đấy, và cũng may là mua được cái cánh này luôn, thay luôn trong ngày, xong luôn các bạn ạ. Ok, máy đã test thử, chạy ngon lành. Đấy, cánh cửa huyền thoại bị vỡ ở đấy các bạn ạ. Khổ thế. Hai cháu, một cháu học gái học lớp 10, một cháu học lớp 4 mà không hiểu giật ra kiểu gì, gãy cả chốt. Cái chốt bằng gang đấy các bạn, không phải đơn giản cho mình lấy kim cắt, mình không cắt được mà. Hai cháu giật gãy luôn.